khu vực như kiểu Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc, Trung Quốc thì Việt Nam lại chọn con mèo, thì em nghĩ một phần là vì con mèo gắn liền với người dân Việt Nam, và con mèo thì từ các tranh dân gian hàng trống, đông hồ thì đều có xuất hiện của con mèo. Và em nghĩ là có năm chuột thì tất nhiên phải có con mèo rồi. Theo mình thì nó xứng đáng thôi, chứ con thỏ thì nó yếu đuối quá, nó tức là nó không được mạnh mẽ như là con mèo. Và thứ hai là mình cũng là người tuổi mèo, cho nên là mình cũng rất tự hào.